Lúc đầu em ở quê á, em lên á, em thấy Sài Gòn này nó rất là lung linh, nó đẹp đẽ. Nhưng mà em lên rồi em thấy đằng sau những cái vẻ đẹp đó thì có những cái kênh rạch với lại những cái sông suối rất là ô nhiễm. Làm thì thấy hơi ngại ha, mấy cái nước này dơ, chứ giờ bây giờ thì làm nhiều thì nhìn thấy đó, ngày nào muốn đi làm á, nghĩa là thấy làm sạch cảm giác nó đã lắm anh ơi. Gò Vấp á thì ở đó là điểm nhấn em là kim tiêm rất là nhiều, thậm chí kim tiêm nó khoảng 100 cả trở lên, bởi vì là ở đó mà sơ hở một xíu là nó sẽ bị đục liền. Trước đây thì rác nó rất là nhiều, sau khi các bạn dọn đi thì trả lại cho bề mặt kênh nó sẽ thông thoáng hơn và kênh nó sẽ sạch đẹp hơn. Những cái hình ảnh, những cái hoạt động của các bạn đã để lại một cái giá trị rất là lớn về tinh thần, về động viên. Đó là niềm khích lệ để các bạn thanh niên thành phố chúng ta cùng thực hiện những cái công tác sống xanh, những cái phong trào sống xanh để giúp cho thành phố ngày càng sạch đẹp.